Song đấu, dù có trải qua bao nhiêu mùa giải, vẫn mang cho mình sức mạnh không thể phai mờ. Ở lần trở lại này với đấu trường chân lý trong mùa 11, vẫn là hiệu ứng tăng tốc đánh cực kỳ đơn giản đó. Song đấu một lần nữa trở thành một form đội hình hot meta, cạnh tranh sòng phẳng với các form bài khác, trở thành con bài cực kỳ hiệu quả cho anh em để có thể leo danh. Nào, hãy để cà phê nhân phẩm giới thiệu đến anh em một cách triển khai song đấu với chủ lực cánh đội sẽ là con bài Lee Sin để có thể leo danh thần tốc khi mùa giải mới đã gần kề rồi nhé. Với song đấu, có rất nhiều tướng carry, nhưng video hôm nay chúng ta sẽ nói đến bộ đôi 3 tiền Tristana, Volibear, 4 tiền Lee Sin và 5 tiền Irelia. Trước tiên, đội hình này bắt buộc đủ 6 song đấu, bao gồm Darius, Qiyana, Tristana, Volibear, Lee Sin và Irelia. Trước khi có Irelia thì có thể dùng tạm đấng Yasuo. Anh em cũng biết rồi đấy, với song đấu thì việc hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, đàn áp đối thủ là việc quan trọng nhất. Do đó, mốc 6 song đấu cần là ưu tiên hàng đầu khi anh em xây dựng đội hình. Do ở mốc 6, không chỉ lượng lớn tốc đánh được cộng thêm mà những con tướng song đấu còn được giảm sát thương nhận vào, giúp những Tristana hay Volibear có thể sống sót an toàn qua những giao tranh hỗn chiến. Sau đó, khi đã lên được cấp 8, form đội hình của anh em sẽ được bổ sung thêm Diana cùng Janna. Nếu may mắn thì có thể thay Janna bằng Rakan hay ngộ không kích hiền giả. Lên được 9 thì Seth sẽ là con bài hoàn hảo, giúp bế tanker đối thủ ra phía sau, tạo điều kiện cho Lee được chơi game. Long Vương, một tộc cực kỳ hot ở mùa 11, giúp cộng thêm tốc đánh cho toàn đội hình cũng như gây sát thương chuẩn theo phần trăm cho kẻ địch. Hay hiền giả, giúp bổ sung thêm hút máu toàn phần cho những tướng hai hàng trên, đều là những lựa chọn cực kỳ tốt để có thể nâng tầm cho đội hình anh em ở giai đoạn về sau. Giai đoạn đầu game, đa phần những tướng song đấu đầu game khá rẻ tiền, nên việc dép đầu game sẽ không quá khó khăn với anh em. Nếu may mắn có được Tristana hay Volibear từ những round quái đầu thì quá tuyệt vời. Khi đó anh em sẽ muốn hướng tới mốc 4 song đấu ngay lập tức khi những Yasuo, Darius hay thậm chí là Qiyana không quá khó khăn để tìm kiếm. Còn không thì cứ Yasuo, Darius kẹp thêm Yorick cùng Sen là anh em đã có một form tướng đủ khỏe để có thể áp đảo lobby giai đoạn đầu game rồi. Nếu không có song đấu thì form Thiên Cung với Khazix cũng là lựa chọn không tồi để có thể cầm tạm đồ cho Lee Sin. Giai đoạn mid game. Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn: lên 7 reroll Tristana và Volibear 3 sao, hoặc lên cấp 8-9 để sử dụng Lee Sin và Irelia carry. Với trường hợp roll 7, anh em sẽ form bài với 6 song đấu cùng với Diana hoặc Janna để kích hoạt Long Vương. Tristana sẽ đảm nhiệm sát thương chính, còn Volibear có thể cầm đồ của Lee Sin hoặc cầm đồ tanker đều được. Trước khi quyết định roll 3 sao hay lên 8, anh em nên roll nhẹ tầm 10-20 vàng để có thể nâng cấp đội hình lên 2 sao nhé. Vì song đấu không phải là một bài quá khỏe giai đoạn cuối game, nên anh em cần giữ máu được nhiều nhất có thể để comeback ở giai đoạn về sau. Còn trường hợp mà đã xả tiền cấp 7 mà những người bạn song đấu 3 vàng không ủng hộ, hãy tạm thời tích lại lợi tức. Tiếp tục dùng toàn bộ lượng tiền áp cấp để lên 8, tìm kiếm Lee Sin nhanh nhất có thể. Trong quá trình đó, ngoài song đấu thì anh em cứ việc flex những con bài linh hoạt khác vào như Long Vương hay Thiên Cung chẳng hạn. Trong quá trình này, khi đã hoàn thành được 3 đồ cho Lee, anh em nhớ tối ưu những mảnh đồ còn lại cho Tristana. Một phần là để gánh đội giai đoạn giữa game, phần còn lại là để thay cho Irelia phụ đam ở cuối game. Đồ chống chịu trên người Yasuo hay Darius, anh em có thể thay sang gấu được rồi. Vì Volibear với khả năng hồi máu vượt trội sẽ là một chống chịu ổn áp hơn rất nhiều. Ở giai đoạn late game, nếu như anh em roll 7 khá đỏ, anh em cố gắng tìm kiếm Tristana 3 sao, có thêm Volibear 3 thì càng tốt. Rồi lúc này lên 8 lên 9, kiếm Lee Sin và Irelia phụ sát thương. Còn như đã nói, nếu tướng không ủng hộ, anh em nên lên được 8 và bắt đầu roll tìm kiếm Lee Sin 2 sao. Nâng cấp thầy tu mù lên được 2 sao sẽ giúp đội hình anh em khỏe lên trông thấy, từ đó có thể dễ dàng đép máu và tiếp tục lên 9 bổ sung những vị tướng 5 tiền mình đã nói ở trên. Với kỹ năng vừa gây sát thương, vừa làm choáng, vừa phá năng lượng, lại vừa có thể tạo giáp cho bản thân, Lee Sin với 3 đồ chuẩn có thể một mình carry, hủy diệt bàn đấu, đem về chiến thắng cho anh em. Nếu thuận lợi, lên 9, lên 10, bổ sung thêm ngộ không, Irelia, Rakan để phụ đam, thì gần như một trận top cao sẽ không thể thoát khỏi tay anh em được nữa. Anh em nên nhớ là phải cần 6 song đấu trước tiên, chứ đừng tham kích hệ mà bỏ bớt song đấu ra nhé. Vì nội tại giảm sát thương nhận vào sẽ giúp Lee được sống sót an toàn hơn trong giao tranh. Lưu ý là hiện Lee Sin đang quá hot trong meta, người người nhà nhà đều cầm, nên không tránh khỏi trường hợp anh em đã cạn tiền mà chỉ có duy nhất một Lee trên sân. Lúc này nếu vẫn đép được thì anh em nên eco, chấp nhận thua ít một vài round để chảy cối lên 9, kẹp châm kẹp tiên để tìm cơ hội comeback nhé. Về việc xếp bài thì khá là đơn giản.
Giống như những tướng carry tay ngắn khác, anh em cứ xếp cùng bên với carry đối phương. Lee Sin diệt tanh rất nhanh nên sẽ không quá khó khăn để hắn ta có thể nhanh chóng vượt qua dàn tanh, tiến xuống đá thẳng đầu carry team bạn. Dù vậy, để tránh bị dồn sát thương ngay từ đầu combat thì anh em nên xếp Lee Sin xuống một ô để có thể tạm thời né đi hỏa lực của team bạn nhé. Anh em cũng nên xếp Lee Sin gần giáp vai cũng như đứng cùng phía với Tristana hàng sau để có thể tổng tấn công, hạ gục một mục tiêu, thường là những vị tướng che chắn châu lì nhanh nhất có thể. Về trang bị, trước hết chúng ta sẽ nói về vị tướng song đấu 3 tiền carry Tristana. Trang bị đẹp nhất dành cho Tristana là vô cực kiếm, diệt khổng lồ, thêm một đồ hút máu nữa là bàn tay hoặc huyết kiếm đều ổn. Hai đồ sát thương anh em cũng có thể linh hoạt với kiếm tử thân, truy phản kích, cung xanh nếu như chưa có giáp vai để giảm giáp. Trang bị đẹp nhất cho Lee Sin thì sẽ là bộ 3 trang bị cho carry tay ngắn đã quá quen thuộc với anh em, huyết kiếm, bàn tay cùng quyền năng. Giống như Yone mùa trước, đầu combat sẽ khá chật vật nhưng càng về sau, lúc quyền năng đã tích đủ số, Long Vương đã giáng trần thì cũng là lúc Lee Sin hóa thần khi việc hạ gục hắn ta với 25 số quyền năng cùng lượng hồi phục cao đến từ huyết kiếm, bàn tay sẽ gần như là một điều bất khả thi với những carry 4 tiền như Kai'Sa hay Morgana. Nếu như đối phương có quá nhiều khống chế thì áo choàng thủy ngân cũng là lựa chọn không tồi. Đương nhiên áo choàng bóng tối cũng không thể bỏ qua để tránh cho Lee Sin bị dồn đam ngay từ đầu combat khi quyền năng chưa tích đủ số. Những mảnh đồ còn lại thì anh em sẽ tối ưu cho Yre, bàn tay, vô cực, kiếm tử thần đều là những trang bị vô cùng phù hợp với cô nàng vũ kiếm sư này. Đồ tanh thì anh em cứ cho Volibear cầm tạm, cần một cái giáp vai để giảm giáp, sau đó những mảnh đồ còn lại cứ tùy ý tối ưu để có thể chuyển sang cho Seth hay Rakan sau này. Dù có chơi theo hướng nào thì ấn song đấu vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. 8 song đấu thì gần như là endgame, còn không thì cũng giúp anh em bỏ bớt những con tướng không có quá nhiều tác dụng như Darius hay Yasuoza và thay vào sân những quân bài giá trị cao khác mạnh mẽ hơn. Còn lại, lõi đánh nhau thì nhiều vô số kể. Khảm bảo thạch để khuếch đại sát thương cũng như bổ sung thêm tỷ lệ chí mạng, độc dược sĩ, món quà tử sĩ, duy tâm luận hay quyền năng phi thường dành cho Lee Sin cũng là những lõi tương thích vô cùng phù hợp với bộ cờ này. Đương nhiên anh em cũng không thể bỏ qua chiếc lõi dành riêng cho song đấu là song đấu dài hơi, giúp các tướng song đấu có sẵn 3 cộng dồn khi bắt đầu giao tranh và nhận thêm 10% hút máu toàn phần khi đã tích đủ stack. Ưu điểm thì như đã nói, đội hình này đép cực kỳ tốt ở giai đoạn đầu và giữa game, giúp anh em giữ được lượng máu ổn để có thể xoay tua hay update đội hình giai đoạn về sau. Có thể kẹp chung với những tộc hệ flex cực kỳ mạnh mẽ meta hiện tại như Hiền Giả, Long Vương. Đa dạng về nguồn sát thương, tay ngắn thì có Lee Sin, đam hàng sau thì đã có Tristana hay Irelia phụ trách. Nhờ đó không lo thiếu hụt về sát thương khi có một carry chẳng may nằm xuống từ sớm trong combat. Còn về nhược điểm, bài này cần dựa vào Long Vương để có thể tăng sức mạnh cho đội hình giai đoạn về sau, nhưng những con bài này lại khá đắt hàng. Ngay cả Lee Sin cũng khá khó để có thể roll được. Ngoài ra, dù mốc 6 song đấu có giảm sát thương, nhưng đây vẫn là một team vô cùng mỏng manh, rất dễ bị sốc đam nếu như gặp những đội hình sốc sát thương mạnh mẽ hơn. Và đó là tất tần tật những kinh nghiệm mà tụi mình đã đúc kết lại khi triển khai thuần thục giáo án này. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách để lại một like, share, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những đội hình mới hot nhất mùa 11 của Đấu Trường Chiến Lý nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.